Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn. Thì hiện tại là mình đang công tác tại Nhật Bản. Công việc của mình đó chính là quản lý thực tập sinh bên Nhật này. Thì hôm nay là ngày thứ bảy. Thì ở Việt Nam chắc là cũng đang vào không khí Tết rồi. Mình chắc cũng rất là háo hức, cũng rất là muốn về Việt Nam để ăn Tết cùng gia đình. Nhưng mà do là bên Nhật thì người ta ăn Tết là ăn Tết Tây, chứ không phải là ăn Tết ta như giống Việt Nam của mình. Cho nên là trong thời gian ở Việt Nam nghỉ ăn Tết thì bên này mình vẫn đi làm bình thường, công việc vẫn diễn ra bình thường. Trước đó vào Tết Tây thì mình cũng đã được nghỉ Tết rồi, nghỉ được 10 ngày theo như là ăn Tết của bên Nhật này. Thì vào cái đợt Tết này thì mình có chuyến công tác đi xuống các vùng ở phía Nam của Nhật Bản để mà thăm thực tập sinh, đồng thời cũng đi quay phim về lấy tư liệu về thực tập sinh ở Nhật để đăng clip cho các bạn xem, đồng thời cũng quay clip cho công ty luôn. Thì chiều nay là mấy giờ ta? 4:30 là mình lên máy bay để bay từ sân bay Narita, Tokyo cho đến Ehime ở phía nam của Nhật Bản. Thì sáng giờ đã chuẩn bị đồ đạc hết rồi, vì chị này đi gần 10 ngày lận, cho nên là đồ đạc chuẩn bị, với lại cái quan trọng là cái này. Quan trọng là cái này. Thì đây là cái mà mình giống như là người bạn của mình vậy, là để làm đi quay phim, làm vlog này kia. Thì đây là bộ đồ nghề của mình. Đồ nghề của mình thì chỉ có cái này với lại cái này thôi, hai cái như vậy thì mình đi quay phim, đi làm vlog này kia. Thì những cái vlog mà các bạn xem á, các bạn thường thấy mà mình hay quay như thế này nè, thì mình đang quay ở trước mặt á, đó chính là cái điện thoại iPhone 7. Thì mình mua cái iPhone 7 này lúc trước cũng mới ra, mình mua cái 128GB bên Nhật, thì mình để mình quay phim cho các bạn nè, coi này kia. Thì điện thoại thì rất là dễ sử dụng, iPhone 7 thì có thể quay được Full HD 4K luôn. Thì khi mà mình quay á, là mình chỉ cần điện thoại thôi, rồi mình thao tác trên điện thoại hết luôn, ra video clip rất là nhanh và mình đăng cho các bạn xem. Còn khi mà quay cho công ty hay là những cái clip nào mà có dạng đầu tư xíu thì mình sử dụng máy ảnh. Thì đây là cái máy ảnh mà mình sẽ đi quay để sử dụng. Thì cái này là cái Canon 9000D mà mình mua ở Nhật. Thì mình nói thế này luôn, dạo gần trước á, mình có đăng cái clip lên là mình bảo là cái máy này mình mua tổng cộng hết là 30 mấy triệu. Thì tổng cộng nha các bạn, tổng cộng hết các phụ kiện mình mua luôn, chứ không phải là cái máy này không thì chỉ có 20 mấy triệu thôi đó. Rồi có nhiều bạn thì không biết thì cứ lên nhắn tin nói chuyện rất là sổ sàng, mình nghe mình không có vui chút nào hết. Và để mình nói luôn, có nhiều bạn thì lên chê máy ảnh thì không phải là dòng full frame này kia gì đó, để vào tay một người mà biết làm, biết quay phim. Thì mình nói là cho dù cái mảnh 7 triệu thôi là cũng ra những sản phẩm được mọi người đón nhận, chứ không phải là cầm cái máy 5-70 triệu mà người ta không biết đến mình là ai, và mình cũng không làm ra được cái sản phẩm nào hết. Thì các bạn có thể sắp tới đây là mình sẽ về Việt Nam công tác. Thì về Việt Nam mình sẽ làm những cái MV ca nhạc, quay rồi những cái phim ngắn. Thì trên trang BF Film Group trên YouTube, các bạn thấy cái giới thiệu của mình á, là mình có, hiện tại mình có 3 trang YouTube. Trang YouTube thứ nhất là Lê Hoàng Tuấn, là mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm về Nhật Bản. Cái trang YouTube thứ hai của mình đó chính là kênh YouTube Lê Hoàng Studio. Thì đây là kênh YouTube chuyên về những cái thiết bị phòng thu mà mình kinh doanh, mình cung cấp dạo thời gian gần đây, Lê Hoàng Studio. Và kênh YouTube thứ ba đó là kênh YouTube BF Film Group. Thì cái kênh này là làm về những cái MV ca nhạc, những phim ngắn. Thì sắp tới về Việt Nam mình sẽ phát triển kênh YouTube này. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón nhận và nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh giúp mình nhé. Thì sắp tới mình sẽ làm thiệt là nhiều những cái phim hài, rồi rất là nhiều phim ngắn khác, rồi những cái MV ca nhạc mà mình sẽ muốn mang đến cho các bạn. Rồi những cái bản cover bài hát tiếng Nhật, những cái bài hot hiện tại trên Zen MP3 nhưng mà mình sẽ chuyển sang tiếng Nhật, và cho những bạn hát hay mình sẽ up lên cho các bạn xem để thưởng thức ha. Đó, thì đi quay phim á, thì thường cái này không á, cái mic của nó thì nó thu không được tốt, cho nên là mình đầu tư thêm một cái mic Rode này nữa. Thì cái mic này là của Mỹ, thì chất lượng nó rất là ok luôn. Đó,
thì mình sẽ sử dụng thêm một cái micro nữa để mình kết hợp với cái này, thì làm những cái bài phỏng vấn, những cái bài giới thiệu thì rất là hay luôn đó. Thì hy vọng là các bạn nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh của mình nhiều hơn nhé, để cho cái chuyến công tác 10 ngày này mình sẽ quay thật là nhiều video clip hay cho các bạn xem đó. Thì đang chuẩn bị lau chùi máy móc rồi, để mình chiều nay mình đi đem đầy đủ các thiết bị hết, thì máy ảnh nè, rồi quan trọng là cái micro này nè. Có cái micro này thì tại vì dạo gần trước á mình thu bằng cái mic của cái điện thoại iPhone á, thì với lại đi ngoài đường á là mình không có dám nói chuyện lớn, cho nên là mình cứ nói nhỏ trong miệng, rồi các bạn cũng có góp ý là làm những cái clip thì nói lớn lên xíu chứ nói nhỏ quá các bạn không có nghe kỹ á, cho nên hôm nay đầu tư luôn cái mic này. Đây là cái mic xịn đó các bạn, thì cái này mình mua ở Nhật là 2 triệu mấy à, 2 triệu mấy tiền Việt Nam, thì cũng ok đó. Thì xài cái này để quay cho nó ngon hơn, tiếng nó rõ ràng hơn. Rồi với lại cái này thì bữa mình mua ở trong cái tiệm Chuko á. Thì đây là cái chân quay, thì kỳ này chắc là những cái clip này nó sẽ đầu tư hơn đó. Còn mấy lần trước thì do đi trên đường á, đi làm về này kia, cho nên là không có mang những cái này theo, rất là nặng. Đi làm thì sẵn mình cầm điện thoại nó sẽ rất là tiện, đi tới đâu mình quay tới đó thì nó sẽ dễ hơn đó. Thì đây là hai cái dụng cụ mà mình sẽ mang theo trong cái đợt đi công tác 10 ngày này, hy vọng sẽ quay cho các bạn thiệt là nhiều những cái sản phẩm mới, cho các bạn biết hơn về Nhật Bản. Công việc quản lý thực tập sinh thì rất là may mắn là mình được đi rất là nhiều nơi. Ở nước Nhật này là mình đi tùm lum chỗ hết, chỗ nào mình cũng đi rồi. Thì đi đến đâu mình thấy cái gì hay mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của mình nha. Đi Ehime sẽ quay về cảnh Ehime, đồng quê, rồi khách sạn con nhộng, rồi những cái thành Matsuyama nè, cái thành gì quên rồi đó, cái tên gì đó, nãy mình có coi mà mình quên. Rồi rất là nhiều chỗ nữa. Thì hy vọng cái ngày cuối cùng, hai ngày cuối cùng trong chuyến công tác thì mình sẽ ghé Osaka, thì có thể là mình sẽ quay cho các bạn về Osaka, nếu có thời gian mình sẽ quay về Osaka Zokoen, là công viên thành Osaka, rồi Namba, rồi sân bay sân bay Kansai thì sao á, mình sẽ quay cho các bạn về nhà ga Umeda. Thì Umeda là nó nằm trong cái quyển Mindanao Nihongo á, các bạn học tiếng Nhật á thì nó xuất hiện cái nhà ga Umeda đó. Thì mình sẽ quay cho các bạn thiệt là nhiều cái mà trong sách giáo khoa đã xuất hiện á, thì mình sẽ cố gắng mình quay cho các bạn để các bạn hình dung được về Nhật Bản. Trong sách giáo khoa Minna no Nihongo có những cái địa danh giống như là Shinjuku hay là Shibuya hay là Osaka Zokoen, rồi Kinkakuji chùa vàng nè, rồi Nara, công viên Nara nè, thì mình sẽ cố gắng dành thời gian trong 10 ngày này để mình quay nhiều những cái địa điểm đó, sẽ cố gắng hết mình đó. Thì hy vọng các bạn nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của mình nhé. Tương lai về Việt Nam công tác thì mình sẽ làm những cái clip dạy tiếng Nhật online trên YouTube này. Thì hiện giờ là có rất nhiều anh chị các bạn cũng đã làm clip dạy rồi, nhưng mà mình thì sẽ làm clip theo cách của mình, cách đơn giản thôi, cho những bạn nào mà không có điều kiện đến trường thì các bạn có thể thông qua clip có thể học được tiếng Nhật, và mình đảm bảo các bạn có thể nói được tiếng Nhật và có thể tham gia được kỳ thi năng lực tiếng Nhật ở Việt Nam đó. Thì hy vọng là các bạn subscribe kênh của mình để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình tên là Lê Hoàng Tuấn, YouTube của mình có 3 YouTube. YouTube thứ nhất là Lê Hoàng Tuấn, YouTube thứ hai là Lê Hoàng Studio, YouTube thứ ba là BF Film Group. Các bạn nhớ nhấn nút ba cái thôi, nhấn nút subscribe ủng hộ ba kênh này của mình nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.